thư sư hòa thượng nhất hạnh vừa viên tịch với hi hiến của ngài cho phật pháp ngài sẽ tái sanh về đâu à, thì thưa với quý vị có hai chuyện ba chuyện à, mà sư cần phải à, nói đến vấn đề này thứ nhất là viên tịch thứ hai là hi hiến thứ ba là cái chuyện tái sanh à thứ nhất là mình dùng cái tự viên tịch đó, thì nó không chính xác Người sư nói nếu mà ai có theo dõi cái những cái bài giảng của sư thì chắc quý vị cũng hiểu đó là viên tịch nói đúng là cái chết hoàn mỹ tức là sự chấm dứt sinh mạng một cách hoàn mỹ cái chuyện này chỉ xảy ra ở một vị a la hán hoặc là a la hán thinh văn hoặc là a la hán độc giác hoặc là a la hán chánh đẳng giác tức là các ngài đó sau khi mệnh chung các ngài không còn tái sanh nữa thì cái sự tịch của các ngài đó nó được gọi là hoàng mỹ thì mình mới dùng cái từ viên tịch đấy chi tiết là bây giờ thì cứ hệ tu sĩ ha cứ hệ tu sĩ bất kể có tu hay không có tu à, thì khi mà mệnh chung thì mình đều dùng cái từ viên tịch đấy cho nên đầu tiên chúng ta cần hiểu ha cần hiểu ý nghĩa của từ viên tịch thì tức là bây giờ hòa thượng nhất hạnh là sau khi mệnh chung và cho cái thứ hai là vấn đề hi hiến của hòa thượng thì cái chuyện mà hi hiến này đối với đối hi hiến đối với phật pháp nó còn nhiều bàn cãi mà nếu như quý vị có theo dõi uh, truyền thông uh, theo dõi uh, những cái uh, dư luận dư luận thì quý vị cũng thấy đó là nó có rất nhiều những bàn cãi xung quanh cái mà chúng ta gọi là cái hy hiến ừ. nếu như chúng ta gọi đó là một cái vẻ vang cho dân tộc thì sự uh, đồng ý tại vì rất là nhiều người phương tây uh, và cái uh, biết đến uh, hòa thượng và cái uh, sự nổi tiếng của hòa thượng đó thì người ta đánh giá là chỉ sau Đức Đạt Lai Lạc Ma thôi. Ừ. Đấy còn cái chuyện mà hi hiến thì chúng ta phải xét một cái vấn đề như thế này, đó là hi hiến cho xã hội và hi hiến cho chánh pháp, nó là hai cái phạm trù không có giống nhau. Ừ. Như cái chuyện mà hi hiến cho xã hội đó thì nó quá rõ ràng rồi, tức là cái tầm ảnh hưởng của hòa thượng là nó ở cái tầm thế giới. Ờ, có một trong cái uh, quyển mà cái cái gì uh, trong một cái cái, cái 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 quyển của làng mai đó, thì tôi có đọc là hòa thượng có kể hồi xưa đó khi mà một uh, cho một cái anh uh, người anh người nước ngoài uh, quy y á, thì uh, cả một cái ban bệ uh, các cái vị hòa thượng rồi uh, danh tăng tập trung lại một cái ban bè rất là đông để mà cho một cái anh uh, người tây quy y và chúng ta xem đó là một cái chuyện rất là tự hào nhưng mà khi mà hòa thượng uh, ra nước ngoài đó thì mỗi một lần như vậy đó cái số lượng quy y mà người phương tây đó, tính bằng ngàn nha mình ở đây có một người và mình mừng muốn chết thì mình giống chống khu chiên nó còn hòa thượng là một lần quy y đó là tính bằng ngàn trở lên đó. đấy À, cho nên là cái đóng góp cho xã hội thì à, mình không có bàn cãi còn cái vấn đề đóng góp cho chánh pháp á thì à, rất là nhiều những ý kiến trái chiều nha nhưng mà nó kẹt cái là sự đọc sự thấy hình như cũng có lý cái ý kiến khen hòa thượng sư thấy cũng có lý mà ý kiến uh, chê hòa thượng sư thấy nó cũng có lý nha cũng có cái lý thành ra thôi chúng ta cứ xét theo tinh thần kinh Kalama. Tức là gì? Nếu như có ai nói cái lời gì đó. Nha. Thì mình khoan vội tin, cũng khoan vội bác bỏ mà mình cứ đem nó đó mình so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Nếu như cái chuyện này đó nó tương ứng với kinh và tương ứng với luật thì mình đồng ý là vị trưởng lão ha, à, đã à, tuân theo lời dạy của Đức Thế Tôn một cách chính xác. Còn nếu như mình so từng câu, từng chữ mà nó không tương ứng với kinh, không tương ứng với luật, thì mình có thể xác định là vị trưởng lão đã hiểu sai về lời dạy của Đức Thế Tôn và thôi mình để nó qua một bên. Ừ. cho nên là cái chuyện này là còn rất là nhiều bàn cãi ha ừ. và sư thì sư um, để cái chuyện này cho quý vị để chuyện này cho quý vị sư không đồng ý mà sư cũng không có phủ định nha muốn biết thì uh, cứ dò ha, dò từng lời của hòa thượng rồi mình đối chiếu với kinh và luật là biết liền biết liền biết liền Ờ, cho nên là mình bây giờ mình cứ nghiêng về bên nào thì cái bên kia đó họ đập mình chết nha nghiêng mình ủng hộ hòa thượng đó thì cái cái bên mà không ủng hộ hòa thượng là đập mình chết còn mình đó, mà không ủng hộ hòa thượng thì cái bên ủng hộ hòa thượng đập mình chết cho nên sẽ để cái mở mà nó không phải mở nha mở mà không phải mở tức là cứ dò từng câu của hòa thượng đối chiếu với kinh và luật là xong ừ. À, và cái thứ cái vấn đề thứ ba là cái chuyện tái sanh thì xin thưa là cái cảnh giới tái sanh mình không có biết được mình không biết được bởi vì trong số chúng ta không có ai chứng đắc đạo quả nha à, cũng không có ai chứng đắc thiền định thần thông để nhìn thấy là hòa thượng tái sanh vào đâu nó có một vài, tuy nhiên nó có một vài cái để mà chúng ta dựa vào. Ừ. Thứ nhất là đối với một vị xuất gia đó. Mình xét cái việc đầu tiên là giới luật. À, thì giới luật của Hòa Thượng có giữ gìn một cách à, nghiêm túc hay không? À, nếu như mà nghiêm túc á, thì mình... Có một cái một cái phiếu ha một cái phiếu rất là nặng ký để để mình đi lên ừ. à, cái à, còn nếu như mà không được nghiêm túc thì tự hiểu ha à, Rồi cái thứ hai là một vị tu sĩ à, vị đó có Chánh kiến hay không rất quan trọng nha, một vị tu sĩ có Chánh kiến hay không à, Nếu như có Chánh kiến thì lại thêm một vé rất là nặng ký để mình đi lên còn à, nếu như cái mình không được chánh kiến à không được chánh kiến thì à, một cái vé đó là đi xuống ừ. cái thứ ba để mà mình xét cái việc à, tái sanh của một vị tu sĩ đó là mình xét coi vị này vào cái giờ phút mà mệnh chung đó, à, vào giờ phút lâm chung đó thì vị này có đang nỗ lực thực hành giáo pháp hay không cái này là cái quan trọng nhất nha bởi vì nếu như mà vào cái giờ phút mà cận tử mà vị này có sự nỗ lực thực hành giáo pháp thì đây là một cái vé cực kỳ nặng ký mà phải nói là quyết định hầu như là mang tính chất quyết định là mình sẽ có cái vé đi lên tức là thời điểm đó mình chánh niệm tỉnh giác thực hành đúng giáo pháp của thế tôn nha sư gạch dưới dùm sư là thực hành đúng giáo pháp của thế tôn thì à, gần như cái đó là cái quyết định mình đi lên ấy ừ. còn à, nếu như mà mình không được những cái chuyện đó không được chuyện đó tức là cái giờ phút lâm chung á mình không có chánh niệm nha mình không có chánh niệm À, rồi mình cũng không có thực hành theo lời dạy Thế Tôn. Nhưng mà nhưng mà cái giới của mình là không có vấn đề nha, cái giới của mình không có vấn đề. Rồi cái um, cái chánh kiến của mình không có vấn đề đó. Thì mình sẽ tái sanh theo nghiệp. Tức là vào cái giờ phút đó cái quả của cái nghiệp nào trổ thì mình sẽ đi theo nó. Thí dụ như cái quả của cái nghiệp thiện chỗ thì mình sẽ đi lên còn cái quả của nghiệp ác chỗ thì mình sẽ đi xuống vị tu sĩ chỉ hơn những người mà kém tu những người không có tu là ở chỗ vị đó có một vài cái sự tự chủ sự tự chủ, tự chủ đầu tiên là tự chủ về giới nha cái tự chủ thứ hai đó là cái tự chủ về Chánh kiến À, cái tự chủ thứ ba đó là tự chủ về chánh niệm chỉ cần mà mình có được ba cái tự chủ này mà vào giờ phút lâm chung thì um, gần như là mình ngon lành nha gần như mình ngon lành còn không được như vậy thì um, chịu thua và ở đây thì ở đây không có ai có thần thông để biết được những chuyện này để ra soát những chuyện này cho nên cái chuyện tái sanh của hòa thượng là một cái câu hỏi mở nha tự mình suy xét thôi.